Các chuyên gia nhận định Việt Nam là hình mẫu chống dịch cả thế giới nên học tập. Thế giới vẫn đang ngày đêm miệt mài chống lại đại dịch lớn nhất hành tinh bằng những biện pháp nhanh chóng nhất. Giữa rất nhiều các quốc gia diệt giặc Covid-19 hiệu quả, Việt Nam nổi lên như một ngôi sao sáng chói, khiến cả thế giới xem Việt Nam là hình mẫu chống dịch tốt nhất thế giới. Đến nỗi, đài truyền hình Deutsche Welle của Đức phải thốt ra mà tự vấn rằng, làm thế nào mà một quốc gia có mật độ dân số cao, có hệ thống y tế không hề hiện đại và ngân sách eo hẹp lại có thể giữ tỷ lệ nhiễm virus ở mức thấp như vậy? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, corona rất nhiều lần phải lùi bước? Thật đáng nể phục! Trong suốt gần 2 năm sôi sục về corona, bên cạnh những bài báo cập nhật nhanh nhất về tình hình dịch bệnh, rất nhiều các nghiên cứu, bài đăng đã dành những lời có cánh cho quốc gia thành công trong chống dịch. Việt Nam chúng ta tuy không đào to bốn lớn mà đã chiếm trọn trái tim thế giới. Eric Fading, một trong những nhà nghiên cứu y tế cộng đồng nổi tiếng nhất nước Mỹ, cựu giảng viên Harvard và Johns Hopkins cho biết trên Twitter cá nhân vào ngày 7 tháng 5 khi mà làn sóng thứ tư tại Việt Nam bắt đầu được hơn 10 ngày, đã chia sẻ. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 của thế giới là 89 trên 100.000, còn Việt Nam có tỷ lệ tử vong vào khoảng 0,1 trên 100.000, là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới với các quốc gia có dân số trên 10 triệu người. Eric Fading cũng từng đăng đàn khuyến nghị rằng các quốc gia khác trên thế giới, dù giàu hay nghèo, dù ở phương Tây, châu Phi, cũng đều có thể học cách chống dịch như Việt Nam. Hầu hết, các quốc gia khác đều có cơ hội học Việt Nam, nhưng họ nói không. The Comparative Politics and Policy of COVID-19, một trong những cuốn sách phân tích chính trị tốt nhất về đại dịch COVID-19, được biên tập bởi đội ngũ hơn 20 giáo sư, cố vấn và chuyên gia chính trị, chính sách kinh tế, dịch vụ công của các trường đại học nổi tiếng cho biết. Nói về một quốc gia đứng vững giữa bao nhiêu làn sóng COVID-19, thì người ta sẽ nghĩ đến Úc, New Zealand, Đài Loan và Hàn Quốc. Không mấy người nghĩ đến Việt Nam, một quốc gia với GDP đầu người chỉ hơn 2.500 đô la, hơn 96 triệu dân, có đường biên giới dài 800 km toàn rừng núi với Trung Quốc. Trong khi các quốc gia trên được ca ngợi và tung hô trên bình diện thế giới, thì Việt Nam dường như ít được biết đến nhất. Chính phủ Việt Nam đã thực thi những biện pháp phòng dịch hiệu quả, ấn tượng và trật tự. Họ tạo ra được sự đoàn kết trong nội bộ quốc gia từ lịch sử. Có phải là may mắn cho người dân Việt Nam không khi họ sở hữu một chính quyền chống dịch tốt đến như vậy? Bất chấp những ý kiến cho rằng chính quyền Việt Nam độc tài, toàn trị hoặc có những cáo buộc gian lận về số liệu, chính phủ Việt Nam dành khoảng 6% GDP mỗi năm để chi trả cho các dịch vụ y tế công, bảo hiểm y tế. Được biết, hơn 87% người Việt Nam có thẻ bảo hiểm y tế, gần 100% người Việt Nam thuộc các đối tượng dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn có bảo hiểm y tế. Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích phát triển y tế tư nhân nhằm phục vụ cho những người giàu có. Trong tất cả các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 4.000 USD, không có quốc gia nào triển khai được hệ thống y tế công tốt như Việt Nam. Vì vậy, không mấy ngạc nhiên khi cả hệ thống y tế tại quốc gia này được vận hành nhanh và quyết liệt như thế. Khi Việt Nam thực hiện triệt để các biện pháp giãn cách xã hội, dĩ nhiên với những độc giả phương Tây, dù nói tốt đấy, khen ngợi đấy, thì Việt Nam vẫn bị gắn mác là độc tài. Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích trong cuốn sách này, sự độc tài đã không còn mang một màu sắc tiêu cực. Sự thành công của Việt Nam phải đối diện trước một thách thức minh bạch. Nhưng người Việt đã biến thách thức ấy thành cơ hội tẩy trắng trước truyền thông phương Tây. Đến từ việc minh bạch các thông tin về từng ca nhiễm trên hầu hết các phương tiện mà họ có, báo điện tử, radio, mạng xã hội, SMS. Không những là một quốc gia dập dịch hiệu quả, Việt Nam còn được cả thế giới ngưỡng mộ bởi tình nhân ái bao la. Theo thống kê của WHO và Liên Hợp Quốc, trong số các quốc gia có mức GDP đầu người dưới 3.000 đô la, Việt Nam là quốc gia viện trợ quốc tế nhiều thứ hai trong đại dịch tính từ đầu năm 2020 đến nay sau Ấn Độ. Trong khi các quốc gia có mức thu nhập tương tự thường nhận nhiều hơn là cho đi, thì chính phủ Việt Nam dường như đang thông qua đại dịch muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam đang sinh tồn mạnh mẽ như thế nào. Những chuyên gia của cuốn sách nhấn mạnh rằng, nếu là một người trong chuyên ngành về phòng chống dịch bệnh, có lẽ sẽ không xa lạ với những thành tích của Việt Nam trong ngành này. Những người Việt Nam đã chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, bệnh phong, bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết, bệnh cảm cúm, dịch tả H5N1, H1N1. Thế giới dường như không biết đến những điều đó, để rồi khi một lần nữa Việt Nam kiên cường chống lại Covid-19, họ mới bất ngờ và tìm hiểu thêm về quốc gia này.
ngày 6 tháng 4 khi Úc và New Zealand chính thức thông qua biên giới giữa hai quốc gia mà không cần kiểm dịch, chuyên gia này cho biết. Họ là những hòn đảo, họ dễ dàng thực hiện chiến dịch Zero Covid. Việt Nam không phải là một hòn đảo, Việt Nam cũng đang Zero Covid. Vấn đề là ở lãnh đạo. Chuyên gia cũng không quên nhấn mạnh thêm. Đừng quên Việt Nam, họ không phải là một hòn đảo. Đây thực sự là một lời khẳng định những thành quả của Việt Nam tới từ chính con người Việt Nam, chứ không phải sự ưu ái của tự nhiên. Trong những ngày tháng 5 vừa qua, cả Việt Nam lại lao mình trong cuộc chiến đấu mới khi Corona một lần nữa tấn công chúng ta. Báo chí quốc tế đưa tin nhiều về làn sóng thứ tư tại Việt Nam, đặc biệt là về đợt dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang, hai tỉnh có tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm lên tới rơi vào khoảng 100 tỷ đô la. Câu hỏi đặt ra là, liệu Việt Nam sẽ đối diện với Covid-19 tại đây như thế nào? Cả thế giới lại một lần nữa trầm trồ về tinh thần tương thân tương ái, cả nước đồng lòng hướng về tâm dịch của người dân. Tờ Nikkei Asia cho biết, đội ngũ y tế có kinh nghiệm chống dịch từ các tỉnh thành, đơn vị như Quảng Ninh, Hải Dương đã đến hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang. Về phía quân đội, toàn bộ quân đoàn 2 và một phần của quân khu 1 được điều động cho công tác phòng dịch. Việt Nam đã hoàn thành 2 bệnh viện dã chiến có quy mô khoảng 1.200 giường bệnh trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Nikkei Asia cũng đưa ra phép so sánh với Thái Lan và Campuchia. Khi các quốc gia này xây nhà xác và lò thiêu thì Việt Nam ta lại xây bệnh viện. Việt Nam sẵn sàng đương đầu một cách quyết liệt nhất, chống dịch đến nguồn lực cuối cùng. Cả dân tộc quyết không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào, dù kẻ thù ấy vô hình và mạnh mẽ tới đâu. Làn sóng thứ tư có quy mô lớn hơn so với các lần trước, nhưng một tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đã quay thành công những ổ lây nhiễm lớn nhất. Việc bây giờ chỉ là xét nghiệm, chữa bệnh và quay trở lại sản xuất. Theo The Guardian, làn sóng thứ tư lần này có quy mô lớn hơn cả 3 làn sóng trước đó, nhưng Việt Nam tiếp cận với làn sóng thứ tư này cũng ở một vị thế khác. Dễ thấy nhất là việc lập bệnh viện dã chiến nhanh hơn, triển khai xét nghiệm quy mô lớn cũng nhanh hơn, điều động nhân sự y tế cũng nhanh hơn. Nhưng không vì vậy mà người Việt Nam buông lỏng cảnh giác, thờ ơ trước sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của chính mình. Hình ảnh đường phố vắng tanh trong khu giãn cách xã hội, những nhà hàng tình nguyện đóng cửa để hạn chế tập trung đông người, cả hệ thống giáo dục, chính trị, hành chính chuyển sang chế độ trực tuyến, nhà nhà người người nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra đường, khai báo y tế rõ ràng, minh bạch đã càng tô đẹp hơn bức tranh chống dịch tại Việt Nam. Câu chuyện về một người phụ nữ Nga chia sẻ cảm xúc trên trang báo Nga Novosti Petrozavod khi trở về từ Việt Nam. Tôi rất thích chuyện người Việt Nam không do dự mà nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu. Tôi thích chuyện nhà nước chăm lo tối đa cho công dân của mình, luôn sẵn có tất cả các thực phẩm với hàng hóa cần thiết, khẩu trang bảo vệ đáp ứng mọi sở thích, cả ngân sách và mức giá đều giảm cho mọi thứ. Từ khắp các quốc gia trên thế giới, từ những con người bình dị nhất của các nước bạn, Việt Nam đã và đang là người anh hùng dũng cảm nhất. Sóng gió vẫn còn ở phía trước, hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục vững tin, an toàn vượt qua đại dịch. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.